Du lịch cộng đồng tại huyện Cà Bang, tỉnh Gia Lai có gì nào? Mọi người cùng theo chân Thảo nha! Ngày đầu tiên, Thảo đã có mặt tại homestay A Ngư. Đây là một chiếc homestay đậm chất văn hóa của đồng bào Ba Na. Mọi người cùng vào khám phá homestay với Thảo nha! Mình đến đây vào lúc sáng sớm và được anh chị chủ ở đây rất là dễ thương đã chuẩn bị cho mình sẵn một ly cà phê trồn, một đặc sản của vùng Tây Nguyên. Cảm giác vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm cảnh đồng lúa, chill lắm mọi người ạ. Nếu bạn nào đang có ý định du lịch chữa lành, muốn tìm một nơi bình yên và rời xa thành phố, thì đây là một nơi khá là lý tưởng để các bạn đặt chân đến. Gia Lai mùa này thời tiết đẹp lắm mọi người ạ. Bạn sẽ được cảm nhận không khí cả 4 mùa trong năm trong vòng một ngày thôi. Bây giờ mình sẽ vào làm thủ tục nhận phòng, rồi sẽ tiếp tục review những địa điểm thú vị khác cho mọi người ở clip tiếp theo nhé.